Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Tom Hero, let's go. Let's go. Let's go.
Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Ôi trời, đang bị ốm rồi. Bây giờ mình sẽ chữa cho anh ta. Anh ta phải tiêm rồi. Mình có phải tiêm không? Thì chỉ mình có lại thôi. Ok, let's go. Let's go. Wow, cái này là bới rồi. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. My Tom. Ta bốc mùi luôn, cho lên là rồi mỗi bầu người anh ta. Bây giờ mình sẽ phải tắm cho anh ta. Let's go. Ok. Chơi đá bóng hoặc chơi cái gì đó cũng được. Mình sẽ đá thử một vài trận các bạn xem. Ok. Let's go. Đó. Rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. My Tom 2. Mà mình phải tắm cho anh chàng này đã. Làm tí cái này cho thơm to. Ah.
Wow, thêm một cái máy bay ngon. Bay sang đây đi. Các bạn có thể chơi game sau này rất là nhiều trò luôn. Để các bạn gạt hết cái này ra. Okay, let's go. Rồi và mình sẽ sang cái tiếp theo. Rồi, cho cô bé này tắm thôi. Đây là một cô mèo gái. Let's go. Ăn một cái mà no luôn, tài thật. $450,000 bộ này. Bộ này đẹp này. Wow. Wow, rất là đẹp luôn, nhưng mà hơi đắt. Mà lại còn mất 46. Wow. Cho quả tí má hồng đi. Vẫn hồng. Son nào.
phải dùng bằng tiền với các bạn với mở được son. Ok, let's go. Và trong này thì nó có rất nhiều trò chơi, các bạn có thể chơi trò lọ trong kia rất là nhiều trò. Và mình sẽ đổi màu. Wow. Rồi, rất đơn giản thôi. Đó, ok. Rồi, và mình sẽ sang từ cái tiếp theo. My Chicken 2. Let's go. Let's go. Các bạn sử dụng cái này để hút, hút cái rác ở dưới đáy đại dương. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Tom Woodrun. Let's go. Okay, let's go. Đây là một khẩu súng bắn. Okay. Yeah.
không vào đó lại chết kìa. Mà rõ là mình nhảy chuẩn này. Ok em sao? Để cứ cứu thoát. Để cứ sống anh chàng này mèo này. Có làm mèo này chứ. Let's go. Nhân 2. Để các bạn làm xem kia. Nên sao? Mình sẽ cố gắng thử xem. Còn một tay bên này không gặp được. Nó rất là khó gặp luôn. Nó như kiểu easy. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. The Kingdom 2. Let's go. Ok rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. The Kingdom Candy Run. Let's go. Yeah.
Oh my god. Oh man. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game theo Ticking Winger. Let's go. Cộng 2 hay cộng 1? Mảnh ghép. Ba mảnh ghép. Ok, let's go. Đã đủ 4 mảnh ghép luôn. Ok. Rồi và mình sẽ sang từ game tiếp theo. Rất trượt luôn. Wow, rất là bông luôn. Ok. Rồi và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Taking toll. Let's go. Wow, anh chàng ăn ớt luôn. Ở trong cái thức kinh tôm này thì các bạn có thể đào những cái này, đào tựa game này và các bạn chơi cùng. Đây là bắn súng nước này, tựa game này nó bắn những con quái vật cũng rất là hay luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.